Xin chào các bạn, hôm nay em xin phép được làm một video để giới thiệu về bãi máy gặt Đăng Lê. Hiện tại thì tại bãi còn khá nhiều DC-70, DC-60 các bạn có thể thấy. DC-70 và DC-60 thì có khá nhiều mức giá khác nhau. Hiện tại thì DC-70 giá dao động vào khoảng từ 300 đến 350 triệu. Đây một dàn DC-70. Đa số DC-70 thì đều là đời 2015. Đời 2015. Đây có duy nhất một chiếc DC-95GM. Chiếc này còn đẹp, zin toàn bộ. Ở phía sau này toàn bộ là máy rũi, máy tăng đơ. Máy tăng đơ. DC-70 đây. Đây là chiếc DC-35. DC-35. DC-60 này thì đã được dọn lại, sơn lại. SR-30. Đây là toàn bộ quang cảnh bãi máy ngay phía trước mặt nhà. Ở phía bên đối diện là xưởng sửa chữa và kho đồ.